Thưa quý vị, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thúc đẩy liên kết du lịch mạnh mẽ để tạo ra sức bật cho du lịch toàn vùng trong những năm tới. Với đặc sản du lịch sông nước, sinh thái miệt vườn cùng nghệ thuật đờn ca tài tử, những tour tuyến du lịch dài khám phá văn hóa miền Tây đang trở nên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nổi bật trong liên kết này phải kể đến tuyến du lịch Cần Thơ, cụm bán đảo Cà Mau. Về chợ nổi Cái Răng để cảm nhận một vùng âm thanh tấp nập trên sông nước. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 6 km, nhưng tại đây lại đậm chất văn hóa của miền Tây. Năm này qua năm nọ, người dân sống chết cùng những ghe thuyền, bày bán mọi sản vật trên bờ dưới nước. Sôi nổi, náo nhiệt như một đô thị nhỏ trên sông, chợ nổi Cái Răng từ lâu đã là nét chấm phá đặc thù trên bản đồ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Du khách có thể nhìn thấy những cái cây bèo treo trên những cái chiếc thuyền của người dân nơi đây. Ví dụ như chiếc thuyền này treo cây bèo mà treo quả dứa thì chính là cái sản phẩm mà chiếc thuyền đó bán. Chợ nổi Cái Răng là một trong những nét văn hóa rất đặc sắc của người dân miền Tây, và đây cũng là một trong 6 chợ nổi đẹp nhất của châu Á. Tôi thích nhìn ngắm những chiếc thuyền nhỏ bán rất nhiều hàng hóa trên sông. Người dân thì luôn nở nụ cười. Họ mời chúng tôi ăn thử những trái cây tươi ngon và họ không lấy tiền gì cả. Bản sắc văn hóa độc đáo của người Khmer làm nên sự đa dạng của văn hóa đồng bằng sông Cửu Long. Chùa Khleng, ngôi chùa cổ nhất của Sóc Trăng, là một trong những đại diện rõ nét về tinh hoa nghệ thuật kiến trúc tôn giáo của người Khmer Nam Bộ. Vùng sông nước chằng chịt với 52 km đường sông, nối liền từ đất liền ra cực Nam Tổ quốc đang bắt đầu khởi sắc với các mô hình du lịch cộng đồng nằm ngay trong các khu rừng, mắm, nước. Mũi Cà Mau, điểm mốc thiêng liêng này cũng là nơi duy nhất trên cả nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển Đông và lặn ở phía biển Tây. Liên kết du lịch Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đã tạo ra chuỗi liên hoàn cho một sản phẩm du lịch độc đáo, có thể nói là đủ cho khám phá văn hóa miền Tây. Chính vì cái sự giao hòa về văn hóa này làm cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long có một cái nét văn hóa rất là độc đáo, và từ đó cũng tạo ra cho khu vực này có rất là nhiều cái lễ hội, từ đó là cái sản phẩm du lịch bám theo các lễ hội đó nó sẽ dày đặc trong năm. Cái sự quảng bá xúc tiến của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây đã có sự tiến bộ rõ rệt, đã có quảng bá trong nước cũng như là bắt đầu phát triển ra ngoài nước. Thì đó là những yếu tố mà chúng tôi thấy rằng là trong tương lai chúng tôi tin tưởng rằng đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng phải nói trũng về du lịch thì sẽ có sẽ bước phát triển nhanh hơn. Nhà công tử Bạc Liêu, thủa vàng son một thời của vị công tử xứ này đã chính thức được mở cửa đón khách tham quan vào đầu năm nay. Lượng khách ghé thăm cũng đạt con số hàng chục nghìn. Trên lợi thế du lịch sông nước, sinh thái cùng đặc sản đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, du lịch đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước khởi sắc. Trong năm 2013, khu vực này đã đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,6 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.